Mali từng là một trong những quốc gia ổn định và sôi động nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, quốc gia Tây Phi này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tháng 3 năm 2012. Miền Bắc Mali đã rơi vào vòng kiểm soát của lực lượng khủng bố Al-Qaeda và các phiến quân Hồi giáo. Lực lượng quân đội Mali đóng ở khu vực này đã phải rút hết về phía nam do không bám trụ được sau những cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo. Khủng hoảng ở Mali đã trở thành mối quan tâm an ninh với các nước trong khu vực và nhiều chính phủ phương Tây do lo ngại vùng sa mạc rộng lớn ở phía bắc nước này có thể biến thành trung tâm huấn luyện các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Ngày hôm qua 12 tháng 1, cộng đồng kinh tế Tây Phi đã thông qua việc triển khai khẩn cấp quân đội đến Mali để hỗ trợ chính phủ nước này ổn định khu vực miền Bắc đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân người Tuareg. Quyết định của cộng đồng kinh tế Tây Phi đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Pháp triển khai quân đến Mali, theo lời kêu gọi từ Bamako của Tổng thống tạm quyền Diom Kaouda Traoré. Hiện nay, đa phần người dân Mali cũng ủng hộ sự can thiệp này vì cho rằng quân đội của họ không có đủ trang thiết bị cần thiết để chống lại phiến quân. Tuy nhiên, trước tình hình bất ổn nghiêm trọng tại Mali, việc Pháp quyết tâm can thiệp vào điểm nóng này có phải là một ý tưởng nguy hiểm hay không thì vẫn là một câu hỏi ngỏ. Sau một thời gian để ngỏ các biện pháp can thiệp quân sự vào Mali, ngày 11 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Pháp thông báo Pháp đã bắt đầu cuộc can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ quân đội Mali đối phó với phiến quân Hồi giáo tại nước này. Chúng ta đang đối mặt với sự hiếu chiến tàn bạo, đang đe dọa đến chính sự tồn tại của Mali. Pháp không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã quyết định Pháp sẽ phản ứng cùng với các đối tác châu Phi theo yêu cầu từ giới chức Mali. Trong khi đó, ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayron cũng khẳng định quân đội Pháp đang triển khai can thiệp quân sự vào Mali. Tổng thống Pháp đã đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mali một cách thích đáng và phù hợp với luật pháp quốc tế. Pháp đã bắt đầu triển khai can thiệp quân sự cùng với quân đội Mali và các lực lượng châu Phi nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các lực lượng khủng bố, vốn đang đe dọa đến sự toàn vẹn của Mali, cũng như đe dọa tới an ninh, ổn định của toàn khu vực. Pháp muốn hỗ trợ Mali nhằm chấm dứt các mối đe dọa khủng bố bởi nó không chỉ là nguy cơ đối với Mali mà còn với cả Pháp và châu Âu. Quyết định trên của Pháp nằm trong khuôn khổ nghị quyết 2085 đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2012. Tổng thống Hollande không cho biết cụ thể về mức độ can thiệp của quân đội Pháp trong chiến dịch Mali, nhưng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tiết lộ đây là một chiến dịch không quân. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp đã cử vài trăm binh sĩ cùng với máy bay chiến đấu tối tân đến bảo vệ thủ đô Bamako của Mali. Chính phủ Anh cũng cam kết sẽ sát cánh với Pháp trong việc giúp đỡ chính phủ Mali. Trong khi Mỹ đang cân nhắc hỗ trợ các lực lượng Pháp giúp chính phủ Mali chặn đà tiến xuống phía nam của các phiến quân. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Tây Phi Saïd Jinis dự kiến đến Mali vào tuần tới để bàn cách phối hợp triển khai binh sĩ quốc tế tới quốc gia Tây Phi này. Pháp từng là cường quốc thực dân có nhiều thuộc địa tại châu Phi, đồng thời khu vực này cũng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Pháp và Mỹ. Pháp hiện đang đóng vai trò quan trọng tại châu Phi và với tất cả các nước trước đây từng là thuộc địa của mình. Năm 2002, Mỹ đã bắt đầu hoạt động lớn nhằm kiểm soát châu Phi về quân sự khi đưa ra sáng kiến toàn Sahel. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ huấn luyện quân sự cho Mali, Chad, Mauritania và Nigeria. Và Pháp là nước ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến này trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và phong trào Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, ngay từ khi nổi ra cuộc nổi dậy của người Tuareg và tiếp đó là cuộc đảo chính quân sự, lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré, mọi sự chú ý đều dồn về phía Pháp, nước từng là thực dân đô hộ Mali. Sự chú ý này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì Pháp đến nay vẫn có nhiều lợi ích ở thuộc địa cũ Mali, đồng thời duy trì mối quan hệ ưu đãi đối với các nước thuộc địa cũ, gồm cả Mali. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2012, kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra, Pháp không hề đưa ra một giải pháp quân sự nào tại khu vực này, mặc dù đã nhiều lần lên án cuộc đảo chính ở đây. Đây là một điều khá kỳ lạ, vì Paris chưa bao giờ bỏ qua một cuộc đảo chính, một trở ngại chiến lược lớn, một cuộc nổi dậy, thậm chí là một thắng lợi bầu cử nào ở các nước gần gũi với mình. Theo giới quan sát quốc tế,
việc Pháp không can thiệp vào Mali vừa qua là do sự mâu thuẫn với chính quyền của Tổng thống Amadou Toumani Touré. Và Tổng thống Touré đã không đồng ý để Pháp thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mali với lý do chống khủng bố. Đồng thời, Mali cũng kiên quyết không phê chuẩn hiệp định tiếp nhận lại người nhập cư bị trục xuất khỏi Pháp. Với tuyên bố chính thức can thiệp quân sự vào Mali trong thời điểm này, các chuyên gia phân tích cho rằng có thể Pháp sẽ thiết lập sự cân bằng mới giữa lực lượng nổi dậy Tuareg và phái quân sự đảo chính. Trong hoàn cảnh đó, một khối lượng lớn phương tiện quân sự có thể sẽ được chuyển tới cho Mali theo đề nghị của phe đảo chính, với mục tiêu là bảo đảm an toàn lâu dài cho đầu tư của Pháp ở Mali. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng một căn cứ quân sự của Pháp sẽ được thiết lập ở Mali. Từng được coi là một quốc gia ổn định nhất ở Tây Phi, nhưng giờ đây Mali lại đang trở thành điểm nóng mới của khu vực. Với dân số chỉ khoảng 11 triệu người, nhưng lại bao gồm rất nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Từ khi cuộc xung đột nổ ra, đã có hàng nghìn binh lính của các bên tham chiến và dân thường Mali bị thiệt mạng. Điều cần thiết nhất bây giờ đối với Mali là chính phủ Mali cần phải thống nhất dân tộc, kêu gọi lực lượng Tuareg ngồi vào bàn thương lượng với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh cho đất nước. Tiếp đó mới có thể hy vọng để cộng đồng kinh tế Tây Phi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, khôi phục viện trợ của cộng đồng quốc tế để phát triển đất nước. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, thực hiện điều đó không hề dễ dàng. Một Mali loạn lạc với cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu rộng đang là điều hiện hữu, cần sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế. Song theo các chuyên gia phân tích quốc tế, các nước trên thế giới cần cân nhắc cẩn trọng khi có hành động can thiệp quân sự vào Mali, vì việc này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và gây ra hiệu ứng lan tỏa, không chỉ ảnh hưởng đến Mali, mà còn đối với khu vực Sahel và lục địa châu Phi.